Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Thường trực Thành ủy Châu Đốc tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ, Dịp này, đồng chí Trần Thị Tố Quyền, trưởng ban tổ chức thành ủy Châu Đốc, công bố quyết định điều động đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam Nguyễn Thanh Hải đến nhận nhiệm vụ tại đảng ủy phường Châu Phú A, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, giới thiệu để hội đồng nhân dân phường bầu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A, nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách khối kinh tế. Điều động Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Trần Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường cho Phú A, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025. cũng trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức diễn đàn trẻ em thành phố Châu Đốc năm 2020. Tham gia diễn đàn, các em học sinh đã trình diễn các tiểu phẩm sân khấu với nội dung xoay quanh chủ đề diễn đàn: chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các em đặt những câu hỏi giao lưu đến lãnh đạo thành phố về các vấn đề như thủ đoạn hành vi xâm hại tình dục trẻ em, bảo vệ trẻ em trong sử dụng công nghệ số, cách nhận biết hình thức lừa đảo trên mạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, tình trạng trẻ em lao động sớm, tình trạng tai nạn thương tích trẻ em. Những vấn đề các em nêu ra tại diễn đàn cũng được lãnh đạo thành phố giải đáp, định hướng cụ thể rõ ràng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong tuần, thành đoàn châu đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành đoàn và các cơ sở đoàn đã thành lập 7 đội thanh niên tình nguyện, thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi vào liên hệ công tác, tổ chức 163 cuộc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho gần 5.900 lượt đoàn viên thanh niên và người dân phát tờ rơi và tuyên truyền cho 4.904 hộ gia đình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vĩnh Quân và lắp tặng 10 trụ đèn chiếu sáng tại các chốt tổ công tác phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, chuyển khai mô hình ống heo giúp bạn được số tiền gần 32 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà 46 hộ gia đình chính sách trên địa bàn, với tổng số tiền 28 triệu 750 ngàn đồng, ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp mới 1.051 đoàn viên, 1.136 hội viên, giới thiệu đảng xem xét 26 đoàn viên. Phối hợp cùng các ngành cất mới 7 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 175 triệu đồng. Những tháng cuối năm, thành đoàn và các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Châu Đốc phấn đấu thực hiện đạt và dược các chỉ tiêu năm 2020. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân chung tay phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi, phiên tòa giả định, các hoạt động thanh niên với văn hóa giao thông. Trong tuần, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020. Tham gia lớp học có 90 học viên thuộc 10 đảng bộ, 9 chi bộ trực thuộc. Các học viên được học tập quán triệt 10 chuyên đề theo quy định Hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương biên soạn thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giúp các đảng viên mới nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng đảng viên dự bị trong việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam Trong tuần, Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua, Hội cổ chiến binh thành phố luôn giữ dữ vững phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra. Các cấp hội và cán bộ hội viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Qua đó đã thực hiện có hiệu quả 49 mô hình dân dẫn khéo và dân dẫn khéo trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Bằng những cách làm cụ thể, hội đã huy động hội viên gấp vốn nội bộ, giúp cho 186 lượt hội viên dây không tính lãi với tổng số tiền trên 478 triệu đồng làm kinh tế. Hội còn vận động xây mới và sửa chữa 51 căn nhà cho hội viên với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Đến năm 2019, không còn hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hội viên có mức sống khá và giàu, chiếm tỷ lệ trên 52%. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, dẫn động cán bộ hội viên, tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai hạn mặn được trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, hội tổ chức giáo dục truyền thông yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể thành phố, vận động hội viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng ổn định, ngày càng phát triển văn minh. Trong tuần, Sở Nội vụ phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang tổ chức lớp đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Lớp học diễn ra gần 5 tháng, thời gian học 3 ngày trên tuần, các học viên sẽ được đào tạo 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Khmer thông qua lớp học nhằm giúp cho cán bộ công chức viên chức thành phố có thêm khả năng giao tiếp bằng tiếng Khmer, phục vụ yêu cầu công tác và nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, vụ lúa hè thu trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang trong giai đoạn trổ và chính đến thu hoạch, một số diện tích bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ với 7 ha. Hiện nay, nông dân các vườn xã đã thu hoạch được 4036,46 trên 6518,75 ha, đạt 61,92%. Năng suất 5,5 đến 6,5 tấn, giá bán 5.400 đồng đến 6.000 đồng. Những ngày qua mưa lớn kèm theo dông lốc làm một số diện tích lúa hè thu trên địa bàn các phường xã bị đổ ngã, khả năng giảm năng suất lớn, chất lượng lúa thu hoạch thấp, giá thu hoạch tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả canh tác của nông dân. Ngành nông nghiệp khuyến cáo đối với diện tích lúa hạ thu chưa thu hoạch, nông dân cần thường xuyên thăm đồng. Sau các cơn mưa cần tiến hành bơm thoát nước ở các chân ruộng, trũng thấp để tránh tình trạng lúa bị ngập úng. Đồng thời tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa hạ thu bị đổ ngã để hạn chế thất thoát. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.